Đây là đại gia Ngô Sĩ Đạt. Chào một nấu, nhiêu đã? Dạ. Chào nấu lắc, chào nấu lắc. Được không? Thế nào? Tao thấy mi kẹo tận 3-4 hơi. Anh đang nói. Anh có biết mơ mơ? Anh có biết là mi hụt mơ? Cái mi là cái gì đây? Hả? Chị cơ mẹ. Phải lôn. Được chứ? Anh đang nói. Đừng thật, cũng nhận đứa cái mô anh thấy sao mô thì nó 3-4 hơi đỉnh vãi luôn. Mà hơi dày chứ. Lên đây này, anh nói cái gì đây? Lâu nó bị điên à?